Xin chào tất cả các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn trả lời hỏi chấm 1 sách giáo khoa trang 43 cho hàm số y bằng fx bằng 1/2 x cộng 5, tính f0, f1, f2, f3, f-2 và f-10. Vậy thì để làm được bài này, chúng ta thay từng giá trị của x vào hàm số y bằng 1/2 x cộng 5 rồi thực hiện tính toán. Vậy ta có lời giải chi tiết của hỏi chấm 1 như sau. Lời giải chi tiết: F0 sẽ bằng, chúng ta thay x bằng 0 vào đây ạ. Vậy nó bằng 1/2 nhân 0 cộng với 5, tức là bằng 5. F1 sẽ bằng 1/2 nhân 1 cộng 5 và bằng mấy ạ? 1/2 cộng 5, tức là ở đây các bạn có thể để là 5/1/2 hoặc có thể để thành 11/2. F2 sẽ bằng 1/2 nhân 2 cộng 5. Vậy 1/2 nhân 2 là 1, 1 cộng 5 là bằng 6. F3 sẽ bằng 1/2 nhân 3 cộng 5 và sẽ bằng 3/5, và sẽ bằng là 3/2 mà cộng với 5 thì sẽ bằng là 13/2. F-2 thì sẽ bằng 1/2 nhân với -2 cộng 5. Vậy sẽ bằng 1/2 nhân -2 là bằng -1, -1 cộng 5 sẽ bằng 4. F-10 thì sẽ bằng 1/2 nhân -10 cộng 5 và sẽ bằng 1/2 nhân -10 là -5, -5 cộng 5 là bằng 0. Vậy chúng ta đã trả lời xong hỏi chấm 1 sách giáo khoa trang 43.